Ngày 28 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ 300 tấn gạo, trang thiết bị y tế đến 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ở trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Lê Viết Tiệp, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh chọn quận 12 là đơn vị đầu tiên triển khai chương trình này, đồng thời hỗ trợ Công an quận 12 10 tấn gạo cùng 2.500 khẩu trang. Sau buổi lễ, lãnh đạo quận 12 cùng với lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp xuống từng nhà dân có hoàn cảnh khó khăn để trao nhu yếu phẩm và động viên mọi người cố gắng ở yên trong nhà để cùng với thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thượng tá Lê Viết Tiệp cho biết, nối tiếp chương trình này, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển gạo nhu yếu phẩm đến tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức trong thời gian tới. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an ở 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát các trường hợp khó khăn để hỗ trợ, nhất là người lao động, công nhân đang ở nhà trọ gặp khó khăn. Lực lượng cảnh sát khu vực phải có trách nhiệm đưa nhu yếu phẩm đến tận tay người dân khó khăn đang cần, không bỏ sót ai. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với Công an 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức làm tốt công tác dân vận, công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.